Xin chào tất cả mọi người, chào tất cả các bạn. Mình là Trần Đức Trung, mình đến từ Nghệ An. Và ngày hôm nay đây mình có mặt ở đây làm clip để chuẩn bị cho một cái dự định. Sắp tới đây mình sẽ đi bộ xuyên Việt và sẽ đi hết 63 tỉnh thành. Và đây cũng là một cái đam mê của mình với cái ước mơ từ lúc hồi nhỏ, học lớp 8, lớp 9 này. Và mình thì trước đây là đi bằng ô tô và xe mô tô thì cũng đi đâu đó được khoảng tầm 30 đến 35 tỉnh rồi. Nhưng đi xe ô tô và mô tô ấy, thì cái sự mà để mà khám phá được, đi sâu hơn nữa về mọi vùng miền cũng như cái ẩm thực cũng như là các cái nét đẹp về văn hóa, truyền thống của các cái vùng miền ở Việt Nam thì hầu như là không thể nào mà khám phá sâu được. Cho nên mình tạm dừng việc là đi ô tô và đi mô tô, xe máy thì để chuyển sang đi bộ bằng xuyên Việt bằng chiếc xe này. Đây sẽ là bạn đồng hành với mình trong suốt thời gian dự kiến của mình là 3 năm, trên 3 năm đi bộ 63 tỉnh. Và trong lúc mình hành trình đi bộ, mình sẽ gặn một cái bảng nam châm ở đây để hút những cái đinh trên những cái tuyến đường mà mình đã đi và chuẩn bị đi đây. Là một cái tấm đinh dài khoảng tầm hơn 60, gần 70cm gì đấy, ở dưới này. Đây, gần ở dưới này. Để hút những cái đinh, những cái vật sắc nhọn ở trên đường. Và trong cái chuyến đi này mình cũng luôn luôn cố gắng sẽ mang được nhiều cái ý nghĩa hơn. Rồi những cái gia đình mà có cái hoàn cảnh khó khăn, những cái con người mà họ đang cần sự giúp đỡ của cộng đồng thì mình sẽ đi đến thăm những cái trường hợp đó, sẽ kêu gọi mọi người cùng chung tay với mình giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh, những cái con người đó họ đang cần. Và trong cái chuyện hành trình sắp tới đây thì mình cũng hy vọng là được mọi người theo dõi cũng như là đón nhận, cũng như là luôn luôn đồng hành với mình, hỗ trợ về vấn đề là xây dựng những cái ý kiến mang cái ý kiến thiết thực hơn để giúp cho mình là hoàn thiện được về cái chuyến đi này. Thì hôm nay thì mình làm cái clip này thì muốn chia sẻ cũng như tâm sự với mọi người cũng như các bạn thì trước lúc để bắt đầu chuyến hành trình. Thì một lần nữa mình rất mong muốn mọi người đồng hành với mình. Đợt này đi thì mình cố gắng làm một kênh YouTube đó. Thì trước tiên thì mình có thể làm để mình lưu lại những cái kỷ niệm của mình ở trong cái album đó, của cái YouTube đó. Để như mà thành công được thì có thể là kiếm thêm một chút thu nhập nào đấy. Thì mình tiếp tục có thêm một ít thì người ta gọi là lộ phí ạ. Chi phí một ít nào đó để phục vụ cho cái chuyện hành trình này. Bởi vì chuyến đi này thì mình sẽ cắm trại như hiện tại giống kiểu thức là ra ngoài á, mình sẽ đi đến đâu mệt thì mình dừng chân mình nghỉ, đói thì dừng chân mình tự nấu ăn hoặc là mua đồ về mình tự chế biến tự làm tự ăn thôi. Một lần nữa mình cảm ơn các bạn cũng như mọi người đã quan tâm và để đồng hành với mình